Chương 84. Có người cản đường, hạ. Dọc theo con đường này, trông kiệu thật sự là sơn băng địa liệt. Bùm bùm, một cổ mùi hôi thối vị tỏ khắp đi ra ngoài. Kiệu phu cửa vừa đi vừa nôn mửa. Đàm Bạch lúc này rốt cục hiểu Hồng Vũ tại sao trước khi đi để cho Tiểu Lâm đem mình cái tay còn lại cũng cho bà chặt đứt. Hai cánh tay toàn bộ chặt đứt, làm sao chui đến. Hồng Vũ phụng bồi đau khinh nguyệt một đường hướng về phía trước. Đến này tòa lá vàng trang sức khổng lồ, hoàng cung ngoài cửa. Đào Khinh Nguyệt thở sâu hết một hơi, trong mắt toát ra một tia mong đợi. Nàng đã thật lâu chưa từng thấy qua mẫu thân. Cửa hoàng cung, có người mặc màu vàng toàn thân khô giáp, chiến sĩ thủ vệ. Thấy Đào Khinh Nguyệt, thủ vệ cửa tất cả đều len ken quỳ xuống. Điện hạ. Đào Khinh Nguyệt gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa quay đầu nhìn về phía cầm đầu hộ vệ. Ngươi là ai? Tấn Phong đâu? Hậu vệ thủ lĩnh dâng lên liệu của mình khô giáp che mặt, lộ ra một tờ hơi có vẻ âm chí trước mặt lỗ. Hắn cúi đầu nói, Điện hạ, thủ hạ Ngân Hoành, Tấn Phong thống lĩnh 2 tháng trước, đã dĩ thân hy sinh vì nhiệm vụ liễu. Thủ hạ mới vừa tiếp nhận chức vị của hắn thời gian không lâu. Đao Khinh Nguyệt mơ hồ cảm thấy không ổn, có chút khẩn trương hỏi, dĩ thân hy sinh vì nhiệm vụ, chuyện gì xảy ra? Ngân Hoành như cũ cúi đầu, chi tiết bẩm báo. 2 tháng trước đế quân bệ hạ bị đâm, đế quân người bị thương nặng, hoàng thất cận vệ đoàn tổn thất thảm trọng, bao gồm Tấn Phong đại nhân đang bên trong, ngũ đại hộ vệ thống lĩnh toàn bộ chết trận. Đao Khinh Nguyệt đã không có đi nghe hắn phía sau nói gì liễu. Đế quân người bị thương nặng, này một câu sau, nàng đã thật nhanh chạy vào trong hoàng thành. Hồng Vũ vội vàng theo sau, Ngân Hoành nhưng nhấc lên cánh tay muốn ngăn cản hắn. Đáng tiếc, khóe miệng hắn nhe răng cười, còn chưa kịp hoàn toàn tráng phóng. Một cổ cường đại lực lượng đã làm ngực đánh tới. Ngân Hoành tự như một cây khinh phiêu phiêu, rơm rạ giống nhau bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào thành cung thượng. Thành cung trong ẩn hàm đại hình trận pháp, thành từng mảnh màu vàng ánh sáng quất tán mở ra, lại đem hắn cho đánh bay trở về. Hồng Vũ đám người đã bước nhanh vào hoàng thành, đuổi theo liễu Đao Khinh Nguyệt. Đao Khinh Nguyệt thật nhanh đi tới liễu đế quân tẩm cung. Dọc theo đường đi, thái giám cung nữ đã gặp nàng tất cả đều quỳ xuống đất nghênh đón. Nàng vọt vào tẩm cung cái kia trong nháy mắt. Liếc mắt liền thấy được, nằm trên giường mẫu thân. Cùng mình lúc rời đi so sánh với, nàng lộ ra vẻ già nua rất nhiều. Đao Khinh Nguyệt đi trước đại hạ thời điểm. Đế quân nhìn qua chính là 40 trên dưới mỹ phụ nhân. Nhưng là hiện tại, nàng tóc bạc da mồi, giống như là một hơn 60 tuổi lão phụ nhân. Mẹ! Nàng một tiếng kêu thảm nhào tới, nhưng không có nghĩ đến bên cạnh, bỗng nhiên lóe ra tới 4 mập đại phụ người, cùng nhau hợp lực, 4 tầng võ khí quang mang chớp thước, lại đem Đao Khinh Nguyệt cho ngăn cản. Cút ngay! Đao Khinh Nguyệt thật nổi giận, trên người nàng truyền thừa từ Thương Lan hoàng thất, trong huyết mạch ưu nhã, cũng đã khó có thể ngăn cản phẫn nộ của nàng. Võ khí cuồng bạo, xanh thẳm sắc quang mang mãnh liệt bộc phát. 4 gã phụ nhân cũng là vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng mang theo một tia rất nhạt, cũng rất rõ ràng là không mảnh cưa lạnh. 4 người liên thủ, võ khí phong tỏa, gắt gao chặn lại Đao Khinh Nguyệt. Hồng Vũ sắc mặt biến hóa, 4 gã phụ nhân lại cũng là tứ phẩm thông pháp sơ kỳ. Ở đế quân trong tẩm cung, tại sao có thể có như vậy? 4 gã phụ nhân, các nàng như thế nào lại ngăn trở đế quân thân sinh nữ nhi đi thăm mẫu thân? Điện hạ tỉnh táo. 4 gã phụ nhân phía sau đi ra một người trung niên thái giám, da mặt trắng nõn tự như nữ nhân giống nhau, hạt táo khuôn mặt, một đôi mắt thon dài thật giống như hồ ly. Đao Khinh Nguyệt thấy hắn càng thêm tức giận. Tung Ly, ngươi không phải là đã bị mẹ ta chạy tới Thanh Tuyền cung đi ư? Làm sao xảy ra hiện tại nơi này? Tung Ly âm hiểm cười một tiếng. Điện hạ, lần trước bệ hạ bị đâm, trong cung lão nhân cơ hồ toàn bộ hao tổn. Hay biết được trong cung lễ nghi đại thái giám cũng không có. Lão nô tự nhiên cũng là trở lại. Đao Khinh Nguyệt hơi tỉnh táo, hiểu chuyện cũng không đơn giản. Ngươi ngăn trở ta làm chi? Để cho ta đi qua xem một chút mẫu thượng. Tung Ly ngoài cười, nhưng trong không cười nói. Cái này, sợ rằng lão nô không thể đáp ứng điện hạ. Thấy y quán người ta nói liễu, bệ hạ thương thế trầm trọng, cần tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào không được nhích tới gần.
Đào Khinh Nguyệt giận dữ, ngươi càng rỡ. Tung Ly không mặn không nhạt nói, điện hạ không cần theo nảy sinh ác độc, đây là quần thần cùng chư vị vương công cùng chung quyết định. Đào Khinh Nguyệt giận đến cả người phát run, mẫu thượng tánh mạng nguy ở sớm tối, các ngươi tại sao có thể ngăn cản bổn cung tận hiếu? Tung Ly lắc đầu, lão nô nhưng quản không được nhiều như vậy, dù sao điện hạ ngươi chính là không thể nhích tới gần. Đào Khinh Nguyệt tức nghiến, ta liền không tin. Điện hạ tốt nhất còn là tên liễu, hoàng thất cận vệ đoàn hiện tại tất cả đều nghe ta hiệu lệnh. Điện hạ nếu như xông vào, vì vậy ảnh hưởng tới bệ hạ khang phục, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngài nhưng chỉ là đại bất hiếu. Đào Khinh Nguyệt còn muốn nói nữa, Hồng Vũ ở phía sau nhẹ nhàng kéo nàng, thấp giọng nói, điện hạ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này Tung Ly chính là hy vọng ngươi xông vào đi qua. Ta nghĩ bọn họ hẳn là đã có an bài. Ngươi vượt qua nhào tới trước giường thời điểm, chính là đế quân bệ hạ băng hà thời điểm. Đào Khinh Nguyệt cả người chấn động, cũng tất cả đều hiểu. Đến lúc đó là bởi vì mình quấy nhiễu liễu mẫu thượng mới có thể băng hà. Cái này tội danh áp xuống tới, tước đoạt mình quyền thừa kế theo lý thường phải làm là trọng yếu hơn dạ. Mẫu thượng tánh mạng không có. Liên quan đến nàng người thân nhất, nàng trong lúc nhất thời một tấc vuông đại loạn. Hồng Vũ, ngươi nói phải làm gì? Hồng Vũ nhìn Tung Ly, núp ở kia bốn mập đại phụ nhân thân sau đích bạch diện thái giám, khóe môi nhếch lên vẻ đắc ý mỉm cười. Hắn biểu môi một cái, bên kia đứng tiện cười cái kia, thái giám chích bầm, làm cho người ta tốt phiền chán. Không đánh cho hắn một trận hả giận, ý nghĩ của ta không hiểu rõ. Hắn vừa nói đã bước nhanh đi tới. Đào Khinh Nguyệt thất kinh, ngươi không phải là biết đây là người ta gian kế? Bốn gã mập đại phụ ngươi cũng nhìn ra. Hồng Vũ cảnh giới, thấy hắn xông lại không khỏi cùng nhau cười lạnh, sẽ phải liên thủ phụ kính. Hồng Vũ nhưng bước ra liễu quỷ dị mấy bước, trong nháy mắt cướp được trong bốn người đang lúc. Rồi sau đó trong tay của hắn đột ngột xuất hiện một thanh chất phát tự nhiên đoạn kiếm, hàn quang chợt lóe. Một gã mập đại phụ, người che của mình sườn trái té xuống. Nửa chợt lóe, tên thứ hai phụ nhân che cổ họng ngã xuống. Thứ ba nhanh chóng, thứ tư nhanh chóng. Hồng Vũ sừng vắng lững thững giống nhau ghé qua mà qua. Sau lưng để lại bốn câu to mọng thi thể. Bốn gã phụ nhân, con ngươi chừng được khổng lồ, chết không nhắm mắt, làm sao cũng nghĩ không thông. Hồng Vũ cảnh giới rõ ràng cùng các nàng, xê xích không nhiều. Làm sao có một người dễ dàng liền giết chết liễu mình bốn người. Đứng ở phía sau Hồng Thân cùng Hồng Dân cũng là sắc mặt đại biến. Thiếu gia xuất thủ thế gia đắn đo, được vô cùng đúng chỗ. Đem tự thân hết thảy lại là phát huy đến cực hạn. Hơn nữa đối với vũ kỹ sử dụng không chê vào đâu được. Đây là thiếu gia sao? Đây là một vị từ núi thay biển máu trong chém giết đi ra ngoài. Vô số sống chết trước mặt kinh nghiệm tích lũy giới. Mới có thể ra đời có tuyệt hảo kỹ thuật đánh nhau võ giả. Thiếu gia căn bản không có như vậy thề chém giết cơ hội. Hai người khó hiểu. Hồng Vũ nửa vừa sải bước ra đã đến Tung Ly trước mặt. Người sau một run run, nhưng như cũ thanh sắc đều quát lên, ngươi còn dám về phía trước, có chuyện gì xảy ra? Đại hạ hoàng đế cũng không giữ được ngươi. Hồng Vũ một nhe răng cười, đều quá thân kiếm tới hung hăng một chỗ vỗ vào trên mặt của hắn. Một kích kia lực lượng thật lớn, Tung Ly chỉ có ngũ phẩm nguyên định tu vi, căn bản tránh không thoát, bị rút ra hét thảm một tiếng, hung hăng địa ném tới liễu đi một bên, há miệng, miệng đầy máu tươi hòa với hàm răng phun ra. Chung quanh bọn hộ vệ rút cục kịp phản ứng, rút ra binh khí sẽ phải xông lên đến đây. Đao Khinh Nguyệt một tiếng giận dữ mắng mỏ, lùi hạ. Bọn hộ vệ mặc dù dừng lại bất động, tuy nhiên cũng đang nhìn Tung Ly. Hồng Vũ hoang thú kỵ binh đoàn đã tiến lên, cùng bọn hộ vệ giằng co. Hồng Thân Hồng Dần sắc mặt rét lạnh, khí thế đã phát động, đem trọn tẩm cung bao phủ lại. Những hộ vệ kia cũng không dám nữa, hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, một thanh cầm lên Tung Ly, triều Đao Khinh Nguyệt vẫy tay một cái. Đao Khinh Nguyệt cũng chẳng quan tâm những khác liễu, cuốn quýt nhào tới đế quân trước giường, nhìn mẫu thân tiều tụy già nuôi trước mặt lỗ, hô một tiếng, mẹ, liền không nhịn được nước mắt cuồn cuộn xuống.
Hồng Vũ một kiếm đâm vào đế quân long sàn, lưu kim long sàn bên trong phá ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tung Ly sắc mặt khẽ biến thành hơi lần. Hồng Vũ cười, điện hạ, ngài nhìn kỹ nhìn, này cái giường cho phép trước đế quân long sàn có phải hay không có chút bất động. Đao Khinh Nguyệt đang nắm tay của mẫu thân, khóc lê hoa đái vũ. Hồng Vũ vừa nói, nàng mới kịp phản ứng. Đây là một trương giường mới, cùng trước kia khoản tiền chắc chắn kiểu giống nhau, nhưng là mới tinh. Hồng Vũ gật đầu, hắn gần đây nghiên cứu huyền binh chế khí. Đối với cơ quan cấu tạo cũng có sở đọc lướt qua. Mới vừa rồi linh giác đảo qua, tự nhận thấy được đế quân phía dưới long sàng có chút cổ quái. Này long sàng trong cất giấu một cây rất nhỏ độc châm. Điện hạ thoáng qua một cái, thải trúng bên giường cơ quan, độc châm sẽ bắn ra đi đâm vào đế quân phía sau lưng. Đế quân rất nhanh tự độc dậy thì mất. Hồng Vũ một kiếm kia chính xác đem long sàng trong cơ quan chặt đứt, độc châm tự nhiên cũng sẽ không bắn ra. Hắn vừa nói vừa nhìn Tung Ly. Hiện tại ta nghĩ biết là ai hạ lệnh thay đổi bệ hạ long sàng. Này trương long sàng lại là từ đâu mà tới? Tung Ly một run run. Hắn biết rõ kế hoạch, nếu như thành công, hắn chính là một cái công lớn. Hơn nữa thần không biết, quỷ không hay, không người nào có thể đem hắn như thế nào. Nhưng là một khi bại lộ, hắn bây giờ là trong cung đại tổng quản, cũng chính là tốt nhất, người chịu tội thay. Sau lưng cái kia những người này, như thế nào còn không nhất định. Hắn là chắc là phải bị Lan Trì xử tử. Ta không biết, ta không biết. Tung Ly cuốn quýt khoát tay, không quan hệ với ta. Hồng Vũ một cái cười lạnh, ngươi còn đang kỳ vọng những người đó có thể cứu ngươi đúng không? Hắn vừa nhìn một chút trên long sàng đế quân, âm thầm cắn răng một cái, lấy ra một con hộp ngọc giao cho Đao Khinh Nguyệt. Điện hạ, mỗi quá 2 canh giờ cho bệ hạ phục dụng một. Này một bộ thất điệp lãng chữa thương linh đan là Hồng Vũ chuẩn bị cấp bậc cao nhất chữa thương linh đan. Hơn nữa chỉ có một bộ, nhưng là đế quân là Đao Khinh Nguyệt mẫu thân, hắn không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa hiện tại tình thế phức tạp, đế quân tỉnh lại lời nói, Đao Khinh Nguyệt mới có thể đạt được chân chính ủng hộ. Đao Khinh Nguyệt ở phủ đô bên trong thành đã sớm biết hắn đang đạo vô song, vội vàng đáp ứng này nhận lấy đi, tự mình hầu hạ trong hôn mê mẫu thân phục dụng liễu linh đan. Sau đó quan tâm sẽ bị loạn, thấp thỏm bất an ở vừa chờ trực. Tung Ly ánh mắt lóe lên, các loại ý niệm trong đầu ở trong lòng quay cuồng mà qua. Chương 85, đế quân thượng. Thương Lan hoàng đô dựa vào mà xây, đỉnh cao nhất chính là hoàng thành. Cả hoàng đô bên trong trật tự cấp bậc rõ ràng. Hoàng đô phía dưới một tầng chỉ có 4-5 tòa kiến trúc, đó là Thương Lan cảnh nội thực lực nhất, hùng hậu mấy thế gia. Lúc này, ở trong đó một ngọn thạch bảo trong, một gã 18-19 tuổi, đích thanh niên chặt nắm chặt hai đấm, xuyên thấu qua một cái phương cửa sổ, tàn bạo địa nhìn phía trên hoàng cung. Làm sao còn không phá tan? Khi hắn phía sau, bóng tối trong mật thất, một gã trầm ổn trung niên nhân ngồi ở cao dựa lưng trên ghế, lấy tay bám lấy càm của mình, nhàn nhạt nói, điện hạ an tâm một chút chớ nóng, chúng ta đã bố trí chu toàn, kiên nhẫn đợi chờ là được. Người trẻ tuổi chính là Đao Khinh Nguyệt, tứ đại Đao Tần An. Hắn mặc dù rất nôn nóng, nhưng là đối với sau lưng người nọ nhưng giữ vẫn tương đối khắc chế, xoay người lại hỏi, tiên sinh, chúng ta cần gì như thế chân tay co cống? Tiên sinh đến từ chủ thần vực, có đầy đủ lực lượng có thể dùng võ lực giúp ta đi lên ngôi vị hoàng đế. Đến lúc đó, tiên sinh cần gì, ta cũng có thể thỏa mãn. Người nọ nhưng lắc đầu, chúng ta không thể trực tiếp nhúng tay phàm tục thế giới, hoàn toàn thay đổi. Đây là thiết luật, nếu không, nhất định được thiên đạo cán trả. Những chuyện này nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Lần trước ám sát đế quân đã là cực hạn, chúng ta chịu trách nhiệm đem đế quân chung quanh hộ vệ xử lý sạch sẽ. Ngươi hạ thủ để đối phó đế quân, bất quá đế quân đích thật là tu vi thật to, ngoài chúng ta dự liệu, độc dược của ngươi không có thể đem nàng tại chỗ giết bằng thuốc độc, thật sự là chúng ta vận khí không tốt. Hắn cũng nhìn thoáng qua hoàng cung, lộ ra một lòng tin 10 phần địa mỉm cười. Bất quá ngươi yên tâm, Hồng Vũ người này nhưng là xưng tên lỗ mãng ngu xuẩn. Hắn đi theo Đao Khinh Nguyệt trở lại,
chỉ cần Tung Ly tùy ý trêu chọc Hà xuống, nhất định liều lĩnh bộc phát. Đến lúc đó hại chết đế quân cái này, tội danh khấu trừ khi hắn cửa trên đầu. Đao Khinh Nguyệt tự vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhúng chàm đế vị. Trung niên nhân đang vừa nói, một trận nhẹ nhàng mà tiếng gõ cửa truyền đến. Phía ngoài có người bẩm báo, điện hạ, trong cung có tin tức đưa ra tới. Đao Tần An mở cửa thượng một tiểu cách, phía ngoài đưa vào tới một phong mật báo. Hắn mở ra vừa nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại sao? Trung niên nhân hỏi. Đao Tần An đem mật báo giao cho hắn, thất thanh nói, tiên sinh này. Trung niên nhân nhanh chóng nhìn một lần, kinh ngạc vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Hồng Vũ lại xem thấu chúng ta bố trí. Hắn hơi ngoài ý muốn sâu, nhanh chóng tỉnh táo lại. Bất quá cũng không còn quan hệ. Người ở dưới chính là tuyệt độc. Trên cái thế giới này, không người nào có thể giải khai. Đao Tần An nghĩ tới điểm này, cũng hơi nhả ra khí. Chỉ là như vậy thứ nhất, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp khác. Trung niên nhân lạnh lùng cười một tiếng. Cấu kết đại hạ, có tính hay không là một tội danh? Đao Tần An cười, dĩ nhiên coi là, rồi hãy nói cả hoàng đô cũng là chúng ta người, còn không phải là chúng ta nói gì chính là cái gì. Đợi đến đàm hòa trở lại, ngài đến lúc đó đồng loạt ra tay. Đao Khinh Nguyệt con tỳ nhân kia cùng Hồng Vũ sẽ chết vô nơi tán thân. Hắn trong triều năm người ôm quyền khom người. Tiên sinh, ta đây phải đi an bài, triệu tập văn võ đại thần tiến hỏi tội, nhất định phải đem Đao Khinh Nguyệt con tỳ nhân kia làm đình hạ ngục. Hắn bước nhanh đi ra ngoài, trong lòng mọi người độc kế nhô ra, hận không được lập tức tự toàn bộ áp dụng liễu để cho Đao Khinh Nguyệt cùng nàng nhân tình chết không có chỗ chôn. Nhận được Đao Tần An tin tức, hoàng đô bên trong quan lớn quan nhỏ phiền lập tức hành động. Bất quá, Đao Tần An kế hoạch tiến triển cũng không thuận lợi, bởi vì Hồng Vũ lúc trước trên đường liên tiếp bái phỏng đã phát huy liễu tác dụng, rất nhiều thế gia quan viên có chút do dự. Đao Tần An giận tím mặt, cuối cùng tự mình tới cửa, từng bước thúc giục, như là chỉ tập hợp đứng lên ước chừng 6 thành quan viên, còn dư lại càng thêm giáo hoạt, không phải là cáo ốm không ra, chính là vừa lúc đi ra ngoài. Đao Tần An vừa nhìn, đã làm trễ nải nhiều cái canh giờ liễu, hắn vội vàng dẫn người, hào hào đảng đảng giết vào hoàng thành, bị Hồng Vũ một chưởng đánh bay. Ngân Hoành hiển nhiên là người của hắn, thấy Đao Tần An dẫn người tới đây, lập tức sai người mở ra cửa cung, cái gì cũng không hỏi, đem hắn cửa thả đi vào. Hoàng thành rất lớn, bọn họ từ cửa cung đi tới tẩm cung cũng dùng mau một canh giờ. Đao Tần An đẩy cửa xong đi vào. Đao Khinh Nguyệt, ngươi cấu kết đại hạ, mưu toàn mưu hại thánh thượng, phải bị tội gì? Phía sau hơn 100 văn võ quan viên cùng nhau gầm lên chất vấn, ngươi phải bị tội gì? Bên trong tẩm cung im ắng một mảnh, căn bản không có người đáp lại bọn họ. Đao Tần An một cái nhìn tự thấy trên long sàn đoan tọa trứng một người, mặc dù lộ ra vẻ hết sức già nua, nhưng là như cũ không giận tự uy, làm cho người ta không dám càn rỡ. Hắn bỗng nhiên một run run, không khỏi quỳ xuống. Thánh thượng! Phía sau văn võ bá quan tất cả đều mắt choáng váng. Bệ hạ không phải là hôn mê bất tỉnh ngày giờ không nhiều sao? Bọn họ lúc trước tất cả đều xác nhận quá, đế quân đúng là hơi thở mong manh, nói không chừng lúc nào sẽ đi đờ nhà ma. Nếu không phải như thế, bọn họ làm sao có như vậy kiên định ủng hộ Đao Tần An? Nhưng là hiện tại, đế quân bệ hạ đoan chánh ngồi ở chỗ đó, hai mắt lấp lánh hữu thần. Bọn họ đối với đế quân bị đâm, ít nhiều gì cũng biết một chút cái gì. Vì vậy, vốn là tự trong lòng có quỷ, lần này lại càng bị làm cho sợ đến hai người bọn họ, chân mọc run run, tất cả đều quỳ xuống. Thánh thượng! Đế quân uy nghiêm nói, các ngươi muốn làm gì? Mọi người gục trên mặt đất không dám lên tiếng. Đao Tần An trong đầu một đoàn đầy rối. Chuyện gì xảy ra? Đế quân làm sao hồi tỉnh liễu? Của mình kỳ độc khó giải, không thể nào xuất hiện tình huống như thế nha. Thấy chúng đại thần im lặng không lên tiếng, đế quân hừ lạnh một tiếng, còn không cho trẫm cút ngay đi. Dạ, bọn thần ngu xuẩn, bọn thần đáng chết. Chúng quan viên lui ra ngoài. Đao Tần An tự mình đem tẩm cung đại môn đóng kín, như là trong đầu bỗng nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, hồi quang phản chiếu. Hắn suy nghĩ một chút, cố ý đi chậm một chút. Lúc này
Bên trong tẩm cung chạy nhanh đi ra ngoài mấy tiểu thái giám. Đào Tần An lập tức gọi lại bọn họ. Các ngươi đi làm gì? Hồi tứ điện hạ, thánh thượng hạ chỉ, thái y viện toàn bộ y tượng lập tức họ chém, liên lụy tam tộc. Hồi tứ điện hạ, thánh thượng truyền Mông Hải Thiên lão đại nhân, Thu Thắng Sử lão đại nhân, Mã Thiên Minh lão đại nhân tiến nghị sự. Hồi tứ điện hạ, thánh thượng truyền cho đòi, phía nam quân đoàn Tấn Đằng Long, đại nhân dẫn dắt quân đoàn tinh nhuệ, tiếp nhận hoàng thất cận vệ đoàn, tạm thời tiếp quản hoàng cung hộ vệ. Đào Tần An thoáng cái ngây ngẩn cả người, Mông Hải Thiên là Mông gia gia chủ, ở trong triều quản chế mặc dù không tính là cao nhất, nhưng hết sức quan trọng. Mông gia vốn là ủng hộ hắn, nhưng là Hồng Phủ liên tục bái phỏng Liễu hai lần sau. Mông gia không thể làm gì, ngược lại ủng hộ Đao Khinh Nguyệt Liễu. Thu Thắng Sử cùng Mã Thiên Minh cũng là trong triều cựu thần, chỉ trung với đế quân bệ hạ, đối với hắn mượn hơi luôn luôn ngoảnh mặt làm ngơ. Hiện tại đế quân đem ba người này cho đòi tiến, dụng ý không nói cũng hiểu. Về phần khác hai đạo thánh chỉ, vậy thì càng không cần phải nói. Hắn không nói một lời, xoay người rời đi, thật nhanh ra khỏi hoàng cung trở về chỗ ở của mình. Tiên sinh, hắn xông vào mật thất, bối rối nói. Việc lớn không tốt, đế quân đã tỉnh lại, có ủng hộ của nàng, chúng ta vô luận như thế nào cũng tranh giành bất quá Đao Khinh Nguyệt Liễu. Trung niên cũng nhịn không được nữa đứng lên. Đã tỉnh lại, điều này sao có thể? Ngươi kỳ độc không có thuốc nào chữa được, ta đã hướng trong nhà đan sư chứng thật qua. Hồng Vũ, lại là Hồng Vũ. Đao Tần An hổn hển, hắn ở trên đường đã nhận được tin tức là Hồng Vũ lấy ra linh đan, chẳng những giải độc hơn nữa chữa thương, đế quân rất nhanh bình phục. Trung niên nhân sắc mặt nhanh chóng ôm trầm xuống, đeo hai tay trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng hung hăng một bước rơi xuống, bỗng nhiên xoay người nói, một không làm, hai không nghĩ, chờ Đàm Hòa trở lại, chúng ta lập tức liên thủ giết Hồng Vũ, sau đó lại tới một lần đế quân bị đâm. Đao Tần An vẻ mặt dữ tợn, tốt, phá phủ Trầm Chu, ở chỗ này nhất cử. Đao Khinh Nguyệt cùng đế quân không chết, như vậy tự như địa chính là hắn Liễu. Trung niên nhân hài lòng gật đầu, bất quá lần này, ngươi hạ thủ nhất định phải ngoan, không thể cho thêm đế quân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Yên tâm đi, đồng dạng sai lầm, ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Bên trong tẩm cung, Thương Lan đế quân hài lòng đánh giá Hồng Vũ. Hồng Vũ thất điệp lãng linh đan dược hiệu không phải chuyện đùa, ủng hộ Liễu ba viên. Trên người nàng độc tố tự toàn bộ giải, thương thế cũng căn bản phục hồi như cũ. Nguyệt Nhi, đây chính là người đang ở đây đại hạ chọn trúng người. Đế quân mang theo chút ít trêu đùa đắc ý vị, nhìn hồi lâu không thấy nữ nhi. Đao Khinh Nguyệt khó được đỏ mặt. Mẫu thượng chớ có nói đùa, Hồng Vũ công tử là Mai Thiên Vũ muội muội tương lai phò mã. Thương Lan đế quân mạn bất tại hồ. Trẫm nữ nhi chẳng lẽ tự so sánh với Mai Thuấn nữ nhi kém? Nếu là các ngươi lẫn nhau thích, trẫm làm chủ. Mẹ, ngài cũng đừng loạn chút uyên ương quá mức. Đao Khinh Nguyệt thần sắc buồn bã. Đế quân con người đi dạo, có chút kỳ quái nhìn nhìn hai người. Thôi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện tình ta lão thái bà sẽ lẫn vào liễu. Nàng vừa nhìn về phía Hồng Vũ, ngoắc nói, tiểu tử tới đây. Hồng Vũ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đế quân khẽ cau mày. Đao Khinh Nguyệt trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất thường. Trẫm đang gọi ngươi. Đế quân thanh âm trong đã mang theo một tia tức giận. Hồng Vũ như cũ bất động, chắp tay sau lưng, ngẩng lên đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Ta không phải là ngươi thần tử, ngươi gọi ta nhưng lấy không để ý tới. Càn rỡ. Đế quân giận tím mặt, mới vừa rồi đối với hắn chút hảo cảm không còn sót lại chút gì. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu trẫm có thể muốn làm gì thì làm. Ta cũng vậy, không có nghĩ như vậy. Ta cứu ngươi chẳng qua là nhìn ở Đao Khinh Nguyệt trước mặt tử. Ngươi. Đế quân tức hai vai run rẩy. Chẳng lẽ đại hạ mọi người là như thế cuồng vọng không được? Cũng không phải. Hồng Vũ như đinh chém sắt. Ta đây sao đối với ngươi? Chỉ là bởi vì ngươi hạ chỉ diệt Trang gia. Đao Khinh Nguyệt ở một bên cũng không biết làm như thế nào lời khuyên. Chỉ có thể đau khổ âm thầm thở dài. Trang gia. Đế quân nheo mắt lại. Trang Hàn bây giờ là thị nữ của ta. Đế quân ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi tự vì một nữ đầy tớ sẽ phải cùng trẫm trở mặt. Ngươi có biết hay không,
Ngươi cứu trẫm, đây là bao nhiêu công lao, trẫm có thể cho ngươi bực nào phong hậu ban thưởng, như là hiện tại, ngươi tự vì một tiểu nữ nô, tất cả đều bỏ qua sao? Hồng Vũ cười nhẹ, ta so sánh với ngươi có tiền, không gì lạ. Chương 85, Đế quân, hạ. Đế quân vốn cho là hắn muốn cái gì tình yêu cao hơn hết thảy, dõng dạc lời nói, không nghĩ tới tiểu tử này, phun ra tới đây, hai câu làm cho nàng đón lấy đi, không biết hẳn là làm sao mở miệng lời nói. Nàng ngạc nhiên một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, trẫm không muốn phải nhìn nữa người người cứu trẫm tánh mạng, vừa mạo phạm trẫm, ưu khuyết điểm tương để hiện tại đã. Mẫu thượng Đao Khinh Nguyệt cầu khẩn một tiếng, đế quân quát lên, câm miệng, không cho phép cầu tình. Đao Khinh Nguyệt phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, đế quân cũng là nặng nề khẽ hừ. Ngu xuẩn nha đầu người ta trong suy nghĩ, một tiểu thị nữ cũng so sánh với mẹ ngươi thượng còn muốn trọng yếu, ngươi còn xóa hồ cho cầu tình, có ích lợi gì? Hồng Vũ biểu môi một cái, triều Đao Khinh Nguyệt vừa chắp tay. Điện hạ, nếu nơi này không có chuyện gì liễu, ta đây tự đi trước liễu. Hắn nói xong, cũng không đợi Đao Khinh Nguyệt phản ứng, xoay người ra khỏi tẩm cung, chạm mặt một trận làn gió thơm, Trang Hàn nhào lên thật chặt mà đem hắn ôm lấy. Mềm hương đầy cõi lòng, Hồng Vũ không tự chủ có phản ứng. Trang Hàn lần này rõ ràng cảm nhận được, nhưng không có cái gì phản đối ý tứ. Hồng Vũ vỗ nhẹ nhẹ phát nàng, nói giỡn nói, cái này ôm giá tiền không rẻ, ta đoán chừng đế quân vốn là cấp cho ta ban thưởng, ít nhất cũng là mấy trăm vạn lượng bạc sao. Từ Thương Lan Hoàng Đô một đường hướng nam, xuyên qua núi non trùng điệp, vô số khe rãnh, phảng phất đến thế giới nhất nam đoan, nơi đó là một mảnh vô biên vô hạn biển rộng. Thương Lan bờ biển thượng, từng cục đá ngầm giống như là hoang thú răng nhọn, cắn vào liễu trong biển rộng, mãnh liệt sóng biển đánh ra đá ngầm, đụng nát thành một mảnh màu trắng toái ngọc. Tiếng nước chảy nổ vang, gió biển gào thét, chính là biển rộng tàn sát bừa bãi thời điểm. Nhưng là ở bờ biển trên đá ngầm, nhưng có một vị lão giả, giống như sắt cứng đúc kim loại giống nhau, vững vàng địa đính tại liễu, một khối khổng lồ màu đen trên đá ngầm. Khi hắn trong tay, có một cái tinh tế thúy trúc cần câu, đổi một cái trong suốt sợi tơ. Cần câu chỉ có ngón út lớn bằng, dây câu cũng giống như là làm ti giống nhau. Mắt thấy sóng biển gầm thét, thiên địa trong lúc phong vân biến sắc, nơi xa nùng vân giăng đầy, tùy thời có thể nhấc lên một cuộc khổng lồ gió lốc. Nhưng là lão già này, nhưng lù lù bất động, tự hồ tiến vào vật ngã lưỡng phong trạng thái. Oanh! Vừa một đạo sóng lớn hung hăng địa vỗ vào dưới người hắn trên đá ngầm, bọt nước văng khắp nơi, đưa cả người cũng bao phủ liễu. Nhưng là nước biển thối lui, hắn như cũ vẫn duy trì cái tư thế kia, thậm chí liên thủ trong đít dây câu cũng không có đung đưa xuống. Nhưng là nước biển nhanh chóng tăng lên, sau nửa canh giờ tất cả đá ngầm cũng bị bao phủ liễu. Kia vị lão giả cũng không thấy liễu, biển rộng bạo nộ rồi, cuồng phong rống giận, nhất lệnh liễu từng đạo cao gần, chừng 10 trượng sóng cuồng gió lốc rốt cuộc đã tới. Ở nơi này trong gió lốc, mới vừa rồi lão giả vị trí, bỗng nhiên vọt lên một đạo cột nước. Ngay sau đó, hào quang tỏa sáng, ánh sáng ngọc chói mắt. Lão giả cầm trong tay, cần câu phóng lên cao. Phía sau một tôn trông rất sống động, kim bằng võ đạo pháp tướng hiện ra. Vỗ cánh bay lên trời cao, khẽ động cần câu. Một ít cái trong suốt dây câu lại càng kỳ lạ. Phía dưới không biết câu được cái gì đồ. Kịch liệt quay cuồng nhấc lên bọt sóng, cũng có cao vài chục trượng. Tinh tế cây gậy trúc, tinh tế dây câu, tự hồ tùy thời có thể đứt đoạn. Dưới mặt biển cự thú dần dần hiện lộ ra thân hình, thật giống như một cái cá sấu, dài đến 30 trượng sóng lưng ngăm đen, răng nhọn tùm, cái đuôi đông đưa dưới. Dưới mặt nước khổng lồ đá ngầm, từng khối cái chân phách toái. Này một người một thú kịch liệt chém giết, trong thiên địa đáng sợ nhất, gió lốc đối với bọn họ không có một chút ảnh hưởng. Mười mấy canh giờ sau, gió lốc rút cục từ từ thối lui. Trên bờ biển để lại một khổng lồ hoang thú thi thể. Hai tên lão giả kia hừ điệu hát dân gian, đem cần câu cùng dây câu thu lại. Từ ngang hông rút ra một con đoạn đao, bắt đầu giải phẫu này chỉ khổng lồ hoang thú. Hoang gia thú cứng rắn vô cùng,
như là lão giả một đao đi xuống nhưng dễ dàng hóa mở. Hắn từ hoang thú sau ó lấy ra một quả chừng đầu người lớn nhỏ não tinh, hài lòng đang muốn thu lại, một cái thanh âm ở một bên vang lên. Đàm Hòa, ta tới cho nói chuyện một chút. Đàm Hòa vừa quay đầu, câu mày tới. Ta quỷ hùng, ngươi không có ở đây đại hạ cảnh nội hảo hảo ngốc, chạy đến Thương Lan tới cho cái gì? Ta quỷ hùng đại đao kim mã ở một khối bị nước biển cọ rửa, phá lệ cho sạch trên đá ngầm ngồi xuống, đem của mình huyền binh, đồ thần việt để ngang đầu gối. Ta nói tất cả, ta tới tìm ngươi nói chuyện một chút. Đàm Hòa xước cho sạch liệu của mình đoạn đao, khẽ trở về bên hông. Nói chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi lúc nào trở về hoàng đô. Đàm Hòa ánh mắt lăng liệt đứng lên. Chuyện này ngươi nghĩ nhúng tay? Ta quỷ hùng thân thể hơi nghiêng về phía trước. Theo cái tiểu động tác này, một cổ ngập trời khí thế cuồn cuộn ra, đối chọi gay gắt triều Đàm Hòa đè ép đi qua. Không phải là ta nghĩ, là ta xác định. Đàm Hòa mặt liền biến sắc. Nhất phẩm 4 sao? Ngươi chỉ là một phẩm 2 sao, ta còn có đồ thần việc, ta không xa vạn dặm lại tới đây. Thật ra thì thật lòng là muốn khuyên ngươi một câu. Ngươi cái kia trọng tôn tử vốn chính là ngu ngốc. Ở Thường Lan cảnh nội nhảy về phía trước một chút, còn chưa tính. Lại ra mặt đi ngang trở Hồng Vũ. Cái tiểu tử thúi kia ngay cả ta cũng nhức đầu. Huống chi, ngươi thật cho là chính là một vân nê thần vật Lý Gia, tự dám khiêu chiến Bạch Uyển thần các hạ. Đàm Hòa trên mặt âm tình bất động, tốt một chút mới lên tiếng. Nhưng là nhất phẩm hợp chân là tự nhiên mình tôn nghiêm. Hồng gia có hai vị nhất phẩm hợp chân, hơn nữa kia hai vị chiến lực tuyệt không so sánh với ngươi sai. Cái này không thể nào. Đàm Hòa bật thốt lên. Ta cũng vậy, uy tín lâu năm nhất phẩm. Quan gia hai đại nhất phẩm hợp chân, tất cả đều chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ có đẳng cấp cao huyền binh, còn có một phẩm hoang thú ngồi kỵ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng? Đàm Hòa sắc mặt thảm biến. Còn có một phẩm hoang thú ngồi kỵ. Ta quỷ hùng hừ lạnh một tiếng. Phàm phu tục tử không rõ, nhưng là có chút đạo lý ta và ngươi rất rõ ràng. Nhất phẩm hợp chân chẳng qua là khởi bước. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một nhất định không có thành tựu chút nào, phế vật hậu duệ, đoạn tuyệt của mình võ đạo chi lộ? Đàm Hòa cắn chặt hàm răng. Ta quỷ hùng nhưng căn bản không để cho hắn suy nghĩ cơ hội. Mới vừa rồi đầu kia sóng biển long não tinh cho ta, làm đối với Hồng Vũ bồi tội lễ vật. Ngươi trở về quản giáo tốt một mình ngươi hậu duệ, chuyện này coi như là chấm dứt liễu. Cái gì? Đàm Hòa giận dữ hóng khiếu. Hắn đánh của ta tử tôn, còn muốn ta chịu nhận lỗi? Ta quỷ hùng nhưng một bước cũng không nhường, cương ngạnh vô cùng. Là ngươi cửa nhà đến ngu xuẩn có sai ở phía trước. Đàm Hòa gắt gao cắn răng, trong mắt phun lửa giận nhìn chằm chằm Tào Quỷ Hùng. Người sau nhưng hắc hắc cười lạnh, bàn tay đặt tại liễu đồ thần việt thượng. Đàm Hòa khí thế càng lên càng cao, nhưng thủy chung so với Tào Quỷ Hùng sai một chút. Hắn biết đây là Tào Quỷ Hùng hơn xa quá biểu hiện của mình. Giằng co chừng nửa canh giờ, hai người chung quanh 3.000 trượng trong vòng, tất cả đá ngầm, tất cả đều bị hai người khí thế giao phong bóp áp thành thạch phấn. Đàm Hòa một tiếng thở dài, bỗng nhiên triệt hồi liệu tất cả khí thế. Thôi, cầm đi đi. Hắn đem mới vừa tới tay cái kia mà nhất phẩm hoang thú não tinh, ném cho liệu Tào Quỷ Hùng. Tào Quỷ Hùng tiếp được liệu gật đầu. Ngươi nhất định sẽ rất may mắn làm ra cái này, sáng suốt quyết định. Đàm Hòa khoát khoát tay, không muốn nói thêm nữa cái gì. Tào Quỷ Hùng cầm lấy não tinh mấy bước bước ra, đã là hơn 10 dặm ở ngoài. Trong lòng hắn tính toán, có muốn hay không trực tiếp đi tìm cái kia dù cung cắt ké. Người này cừu nhân quá nhiều, có thể sẽ cho Tào gia rước lấy tai họa. Nhưng là người này trên đầu, rượu ngon thật nhiều nha. Hắn nuốt một chút nước miếng, thầm nghĩ thôi. Dù sao người ta cũng biết ta cùng quan hệ của hắn, tị hiềm cũng tránh không khỏi liễu. Hắn mở ra hai chân, sẽ cực kỳ nhanh hướng hoàng đô chạy tới. Vân nê thần vượt Lý gia cao thủ đã lần nữa vào vị trí. Đao Tần An trong mật thất, trung niên nhân Lý Hằng Bang lẳng lặng chờ trực. Một canh giờ bên trong hắn cũng không có mở miệng, nhưng là một canh giờ sau, sắc mặt của hắn có chút không đúng liễu. Đàm Hòa sẽ không tới. Đao Tần An sửng sốt.
Không thể nào hắn thương yêu nhất trọng Tôn Tử bị Hồng Vũ thu thập là không thành hình người, nhưng hắn là chính miệng đáp ứng, nhất định sẽ vào hôm nay chạy tới. Lý Hằng Bàng lắc đầu, ngươi không biết nhất phẩm hợp chân, ta tính toán quá hạn đang lúc liễu, nếu như muốn tới, này một canh giờ bên trong nhất định chạy tới. Trong khoảng thời gian này không đến, bất kể là hắn thay đổi chú ý, vẫn bị người ngăn cản, cũng không thể chạy tới. Đao Tần An nghi ngờ, còn có ai có thể ngăn cản một vị nhất phẩm hợp chân? Lý Hằng Bàng nhìn hắn một cái, nhất phẩm chính viên tinh, một sao một sinh tử. Những chuyện này phàm tục thế giới người chắc là không biết đến. Chỉ có đến nhất phẩm hợp chân mới có thể hiểu tại sao nói nhất phẩm chẳng qua là khởi bước. Bởi vì, lấy nhân tộc tiên thiên điều kiện mà nói, đến nhất phẩm hợp chân chính là cực hạn. Như là võ đạo đường xá cũng không có đến đây chấm dứt. Muốn tiến thêm một bước thăm dò, tự cần đột phá nhân tộc, tự thân điều kiện đầu tiên là mỗi một lần sinh tử cũng là một lần đột phá. 9 lần sau, nghe nói là có thể tránh thoát nhân tộc, tự thân điều kiện hạn chế, bước lên chân chính đại đạo. Nhưng là phàm tục thế giới những thứ này, nhất phẩm hợp chân, phần lớn cũng chỉ là nhất phẩm hợp chân, ngay cả đám lần sinh tử cũng không có. Lý Hằng Bàng cũng là nhất phẩm hợp chân, hắn và Đàm Hòa tài nghệ tương đối, nhất phẩm 2 sao, trải qua 2 lần sinh tử, nhưng là hắn biết rõ đã biết loại tài nghệ. Ở chủ thần vực bên trong không đáng kể chút nào. Lý gia ở phần nơi thần vực chỉ là một loại, so với quan gia sai quá xa. Ngay cả quan gia ở Bạch Uyển Thần cùng Hồng Vũ trước mặt cũng đánh bại thiếu thua. Hắn Lý Hằng Bàng dĩ nhiên không dám cùng Hồng Vũ chính diện là địch. Buồn cười chính là Đao Tần An còn tưởng rằng có một chủ thần vực thế gia ủng hộ, mình ở phàm tục thế giới nhất định đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Lý Hằng Bàng cũng là như vậy lừa dối, để cho Đao Tần An xõa hồ hồ xong đi lên. Nếu như có thể được việc, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như không được, Lý Hằng Bàng cũng sẽ không bại lộ. Đao Tần An hỏi ra lời này, Lý Hằng Bàng lắc đầu nói, một mình ta một cây chẳng chống vững nhà. Đao Tần An nơi nào chịu tin? Hồng Vũ bên cạnh chỉ có 2 vị nhị phẩm khai thần, khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Nhưng là hắn còn có 2 đầu nhất phẩm hoang thú. Nhất phẩm hoang thú khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Ngài chỉ cần kéo 2 đầu hoang thú. Chúng ta thủ hạ này rất nhiều, nhị phẩm khai thần là có thể nhanh chóng đem Hồng Vũ mọi người chém giết. Lý Hằng Bàng một tiếng cười to. Ngươi để cho ta một người kéo 2 đầu nhất phẩm hoang thú. Ngươi đây là nghĩ tới ta đi chịu chết sao? Ngữ khí của hắn rét lạnh, Đao Tần An một run run. Nhớ tới trước mắt người này đáng sợ, vội vàng khẽ khom người. Tiểu nhân không dám. Lý Hằng Bàng hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn có một số việc, không nhất định không nên dùng vũ lực để giải quyết. Đao Tần An trong mắt lần nữa lộ ra một tia hy vọng. Xin tiên sinh chỉ điểm. Lý Hằng Bàng nhàn nhạt chỉ điểm liễu Đao Tần An mấy câu. Sau đó, phiêu nhiên nhi khứ. Chương 86. Người quen cũ, thượng. Đao Tần An lòng tin 10 phần chuẩn bị một cuộc long trọng âm mưu thời điểm. Hắn vẫn lấy làm dựa Lý Hằng Bàng cũng đã mang theo Lý già võ đạo cường giả, nhanh chóng chạy trốn, ra khỏi thương làng trở về Vân Nê thần vực, sau đó núp ở bên trong không bao giờ nữa chịu đi ra ngoài. Chính hắn tính toán, cũng không có chính diện cùng Bạch Uyển Thần. Hồng Vũ phát sinh xung đột, coi như là Bạch Uyển Thần trong lòng khó chịu. Ở Vân Nê thần vực trong còn có thiết luật ước thúc, đã biết một lần cùng quan gia không giống với, không có gì chứng cớ rơi vào trong tay nàng, nàng cũng không thể đem mình thế nào. Lý Hằng Bàng trên thực tế còn có một lo lắng, đó chính là Hồng Gia. Bây giờ nhìn lại, Hồng Gia từ hồ cũng không đáng sợ, nhưng là Hồng Thắng Nhật, vợ chồng vốn là công nhận thủy hóa nhất phẩm, lại có thể chém giết quan gia 2 vị lão bà nhất phẩm. Bất kể nơi nào có phải hay không, có Bạch Uyển Thần công lao, đợi một thời gian, 2 người lớn lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn Lý Gia cũng là chỉ có 2 vị nhất phẩm hợp chân, vạn nhất Hồng Gia tương lai hưng sư vấn tội, ai chết vào tay ai còn rất khó nói. Lý Hằng Bàng vốn là tìm được rồi, một loại có thể nhanh chóng tu hành phương pháp, nhất định phải mượn một đạo thịnh vượng vận nước, cho nên mới nhìn trúng Thương Lan.
lại không nghĩ rằng rất có thể rơi vào trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Kết quả, hắn thầm kêu xui xẻo, làm sao gặp gỡ Hồng Vũ rồi sao? Bị núi dựa vô tình vứt bỏ Đao Tần An, còn đắm chìm ở có hy vọng trở thành mới mặt cho đế quân trong mộng đẹp. Âm thầm thôi ba trợ lang, muốn thúc đẩy một cuộc lớn gió lốc. Hồng Vũ mấy ngày qua vẫn chỗ ở tại chính mình chỗ ở. Nơi này là Thương Lan Hoàng Đô bên trong, tầng thứ ba một ngọn thạch bảo. Đao Khinh Nguyệt đặc biệt cho hắn an bài. Bởi vì Thương Lan đế quân tồn tại, Hồng Vũ lười lại ra mặt liễu. Hắn đem hoàng thú kỵ binh đoàn giao cho Đao Khinh Nguyệt. Hồng thân Hồng dần cũng có nàng khu xử. Về phần Hồng Vũ an toàn của mình, chỉ cần có Bách Nhật Hỏa Phiên ở, hết thảy cũng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày tiến vào tịch diệt cổ giới chém giết rèn luyện, trống không thời gian, hoặc là căn cứ tự mình hứng thú luyện chế các loại hiệu quả linh đan, hoặc là nghiên cứu một chút huyền binh thuật. Đan đạo phương diện, Hồng Phủ cảm giác mình trước mắt trạng thái, tiến bộ không gian đã không lớn, trừ phi mình lần nữa tăng lên, đến tứ phẩm thông pháp trung kỳ. Nhưng là huyền binh thuật nhưng có tương lai. Thanh Ngưu trong trí nhớ có liên quan chế khí bộ phận cũng không nhiều, nhưng là Hồng Vũ phản phục cân nhắc, cùng huyền binh thuật lẫn nhau xác minh, càng ngày càng cảm thấy thú vị. Trong khoảng thời gian này xuống tới, đã có nhảy vào tiến triển. Mỗi lần hắn nghiên cứu huyền binh thuật, Bách Nhật Hỏa Viên đang ở vừa tái lâm vò đầu bứt tai, thường thoang hạ khiêu. Nó sớm đã thành thói quen dùng binh khí chiến đấu. Hơn nữa, nó cũng phát hiện, mình lúc trước lung tung dùng địa hỏa luyện chế cái kia một cây đại bổng, so với của mình nanh vuốt uy lực khổng lồ rất nhiều. Nhưng là Hồng Vũ luyện chế hoàng thú huyền binh, dễ dàng tự đánh nát liễu nó đại bổng. Điều này làm cho nó đối với Hồng Vũ vì mình luyện chế huyền binh tràn đầy mong đợi. Bách Nhật Hỏa Viên coi như là linh trí mở rộng ra, vượt xa một loại hoang thú, nhưng dù sao vẫn là một đầu cầm thú, tâm tư đơn giản trực tiếp. Từ Đại Hạ đến Thương Lan, nó dọc theo con đường này, cố gắng biểu hiện, chiến công hiển hách, chính là nghĩ lấy lòng Hồng Vũ, để cho hắn sớm một chút, vì mình hợp với binh khí. Bách Nhật Hỏa Viên mấy ngày qua, thỉnh thoảng từ bên ngoài, túm xuống tới một chút, cũ rách niên kỷ bức tranh, ở Hồng Vũ trước mặt, lúc ẩn lúc hiện. Thương Lan một chút tập tục cùng Đại Hạ rất tương tự, lễ mừng năm mới giáng tranh Tết trừ tà. Người ra mặt vật phần lớn là Thương Lan, trong lịch sử danh tướng, người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí. Bách Nhật Hỏa Viên nhìn hai mắt mạo tinh tinh, lúc nào mình cũng có thể như vậy uy phong. Một thân khôi giáp, cầm trong tay huyền binh. Điểm này tâm tư Hồng Vũ dĩ nhiên hiểu, mà cho Bách Nhật Hỏa Viên hợp với một binh khí, cũng đích xác là việc cấp bách. Bách Nhật Hỏa Viên đã thành thói quen, dùng đại bổng chiến đấu, không có binh khí. Này đầu hoàng thú lực chiến đấu trống rỗng, rớt xuống ba thành thật sự đáng tiếc. Nhưng là Hồng Vũ cũng có chút nhức đầu, bởi vì vẫn không có một người nào, không có một cái nào tốt cấu tứ. Hơn nữa huyền binh cần phải có một trọng yếu, trong tay của hắn cũng là có mấy mai nhất phẩm hoàng thú não tinh. Tuy nhiên cũng cùng Bách Nhật Hỏa Viên thuộc tính không hợp. Một ngày kia, đang vào đầu thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tục tằng thanh âm: "Tiểu tử thúi, lão tử vì chuyện của ngươi vạn dặm bôn ba, còn không mau cút đi đi ra ngoài nghênh đón." Hồng Vũ sửng sốt một chút, cười lên ha hả, đưa tay lên thăm dò vào không gian của mình thiết giác trong, lấy ra tới một con mã da miệng túi, hướng ra phía ngoài, hung hăng đập phá đi qua. "Ngươi lão già kia, rượu ngon ngăn ngừa ngươi miệng thúi." Tà quỷ hồn một phát bắt được liễu, nhổ ra đi liễu mọc nhét nghe thấy hạ xuống, khẩn cấp uống đứng lên. "Địch nhung thật là tốt rượu, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm." Hắn một hơi rót hết nửa miệng túi, thỏa mãn mất rồi bộ dạng say rượu, vuốt cái bụng đi tới. "Vậy thì ngươi nơi này ngốc thoải mái, ở nhà ta chính là cái lão tổ tông, bị mọi người thờ phụng. Ta cũng vậy, ý không tốt cả ngày say đến năm mê ba đạo, tổng yếu lấy ra chút lão tổ tông phái đoàn." Hồng Vũ liên tiếp từ trữ vật thiết giá trong lấy ra rượu ngon. "Này, cũng là đưa cho ngươi, say chết ngươi." Tà quỷ hồn mừng rỡ, không còn một móng tất cả đều nhận lấy. Sau đó vừa theo dõi Hồng Vũ không gian thiết giá,
Ánh mắt tỏa sáng hỏi, tiểu tử, đây là vật gì? Rất tốt dùng, cho ta một. Hồng Vũ cởi xuống tới một quả cho hắn, cặn kẽ giải thích liễu làm sao sử dụng. Tà quỷ hùng mặt mày hớn hở. Hay hay hay, sau này có thể tùy thân đeo đại lượng rượu ngon, không cần phải lo lắng ở rừng núi hoang vắng, con sâu rượu đi lên tìm không được rượu ngon. Hồng Vũ buồn cười, ta liền biết vật này đến trong tay ngươi, cũng chính là cái này chỗ dùng. Tà quỷ hùng lại là hướng lên cái cổ, đem còn dư lại nửa miệng túi mã nại tự uống sạch sẽ. Sau đó, vừa mở ra một con da miệng túi, bỗng nhiên ngừng lại, từ phía sau lưng trong bao quần áo móc ra một vật. Đây là đàm hòa đưa cho ngươi bồi tội lễ vật, hải lãng long não tinh. Loại này, nhất phẩm hoàng thú có thể so với nhất phẩm một sao. Chuyện này, ta xem coi như xong đi. Hồng Vũ vui mừng quá đỗi. Tào đại hồ tử ngươi ra tay quả nhiên bất phàm. Đàm hòa lại kinh sợ liễu, còn đưa tới lễ vật. Tào quỷ hùng đối với Tào đại hồ tử, xưng hồ thế này, đã có chút ít chết lặng, hừ hừ một tiếng nói. Ta ra tay đàm hòa còn có thể nhận thức kinh sợ, nếu là Bạch Uyển Thần đi qua, hắc hắc, nữ nhân kia có một sợ ngoan sức lực, hắn nghĩ nhận thức kinh sợ cũng không thể liễu. Hồng Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói một câu. Bạch tỷ tỷ theo giống nhau cũng rất hòa thuận nha. Tào quỷ hùng vừa uống rượu vừa nói. Đó là đối với ngươi, ngươi là hảo đệ đệ của nàng, lại là nàng thân truyền đệ tử ca ca. Quan hệ của các ngươi làm sao như vậy loạn? Dù sao tự một câu nói, nàng đối với ngươi có nhiều tốt, đối với địch nhân thì nhiều ngoan. Hồng Vũ cười hiếp mắt. Ta thích. Tào quỷ hùng lại nói. Này khối não tinh ngươi hữu dụng hay không? Không có đặc biệt cách dùng lời nói đổi lại cho ta. Trong nhà có tiểu tử vừa lúc cần như vậy, một khối thủy hệ hoang thú não tinh, chuẩn bị mời người cho hắn chế tạo một huyền binh. Hồng Vũ khoát tay chặn lại, kính xin người nào để cho hắn trực tiếp đi vũ đô, ta để cho Tôn Bán Sơn cho hắn chế tạo. Tào quỷ hùng ánh mắt sáng lên, ghi cảm tình tốt lắm. Tôn Bán Sơn hiện tại tài nghệ, không tính là đại hạ đệ nhất, thứ nhất, cũng có thể đứng vào tiền tam liễu, khẳng định so với hắn mình đi tìm người mạnh hơn. Hồng Vũ gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Tào quỷ hùng lại nói, vậy được, này khối não tinh ta dùng, ta đổi lại cho ngươi cái gì, để cho ta thử nghĩ xem. Hắn vỗ óc, ta nghĩ đứng lên ta nhớ quá còn có một món đồ như vậy thứ tốt. Hắn lại đang sâu lưng cái kia, trong bao quần áo sờ tới sờ lui, sau đó trên mặt ngượng ngùng, ý không tốt, từ hồ quên mất đeo. Hồng Vũ khoát khoát tay, chờ ngươi lúc nào nhớ tới để ở nơi đâu liễu, sẽ tìm đi ra ngoài cho ta. Tào quỷ hùng mặt già đỏ lên, làm sao ngươi biết ta là tìm không được rồi. Hồng Vũ cười ha ha, bởi vì ngươi là tử quỷ. Tử quỷ uống nhiều quá thường thường nghĩ không ra, mình đem đồ vật ném ở cái góc nào liễu. Tào quỷ hùng ngượng ngùng cười một tiếng, lại đang mình trong tay áo sờ sờ, bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Tìm được rồi, ở chỗ này. Trong tay của hắn xuất hiện một quả tinh xảo đặc sắc thủy tinh, chỉ có trứng gà lớn nhỏ, trọng yếu vị trí nhưng có một tia màu đỏ nhạt ngọn lửa. Ngọn lửa ở thủy tinh trong, giống như là ở trong không khí giống nhau lẳng lặng thiêu đốt, thỉnh thoảng phiêu động xuống. Hồng Vũ trong đầu, thanh ngư trí nhớ bị xúc động, giật mình nói, đây là địa mạch hỏa tủy. Địa mạch hỏa tủy nhưng là vượt qua nhất phẩm tài liệu, từ phẩm cấp đi lên nói, so ra mà vượt thất diệp tiên lan. Tào quỷ hùng không nhịn được nhìn Hồng Vũ một cái, tiểu tử ngươi cũng là thức hóa. Hồng Vũ đôi mắt trong mong nhìn một ít nói địa mạch hỏa tủy, hết lần này tới lần khác, Tào quỷ hùng chính là không để cho hắn nắm chặt một ít mai thủy tinh, không có đang hình dạng cười nói, tiểu tử, ta đây đồ đổi lại ngươi não tinh, ngươi nhưng là lại chiếm đại tiện nghi, đó là đương nhiên, ngươi có phải hay không được bồi bổ lại ta một điểm gì đó. Tào quỷ hùng con ngươi loạn chuyển. Hồng Vũ thở dài, ngài lão nhân gia còn học cái gì gian thương đàm phán, chỉ cần cho ngươi rượu ngon, ngươi tự khẳng định biết điều một chút đi vào khuôn khổ liễu. Tào quỷ hùng trong nháy mắt nhục chí, tức giận đem thủy tinh đập cho Hồng Vũ. Chết tiệt, ngươi nhớ được là tốt rồi. Lão nhân gia ta đời này thật là tốt rượu, tụ tin tức ở trên người của ngươi liễu. Hồng Vũ tiếp được này một đạo địa mạch hỏa tủy, cười hì hì nói, yên tâm đi,
Một bên một đạo mạnh mẽ thân ảnh sưu một chút lụi tới đây, đoạt ở Hồng Vũ lúc trước một phát bắt được Liễu Điềm Mạnh Hỏa Tủy. Tà quỷ hùng thất kinh, bởi vì ngay cả hắn thoáng cái cũng không kịp phản ứng, cư nhiên bị người cướp đoạt đắc thủ. Bách Nhật Hỏa Viên Tà Quỷ Hùng không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Người tốt, tiểu tử ngươi chừng thu phục Liễu như vậy, một đầu cường đại hoang thú, đây cũng không phải là một loại nhất phẩm hoang thú. Bách Nhật Hỏa Viên tham lam, vươn đầu lưỡi liếm thủy tinh, như là phía ngoài tầng này thủy tinh. Trên thực tế chính là dùng một loại đặc thù tài liệu, phối hợp với trận pháp phong ấn địa mạch hỏa tủy. Bách Nhật Hỏa Viên liếm hồi lâu, nước miếng chảy dài, nhưng cũng không có thể ăn vào bên trong địa mạch hỏa tủy. Nó gấp gáp triều Hồng Vũ xèo xèo kêu loạn. Hồng Vũ cười ha ha, triều nó ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đây cũng không phải là cho ngươi cật, đây là dùng để cho ngươi luyện chế huyền binh. Tà quỷ hùng lại càng giật mình. Này đầu hoang thú cũng có thể sử dụng huyền binh. Bách Nhật Hỏa Viên không vui, làm sao không có nhìn không dậy nổi con khỉ ông. Nó chuyện quá mặt khỉ, hướng tà quỷ hùng hung hăng một nhe răng. Tà quỷ hùng bị nó chọc cười liễu. Này vật nhỏ thật biết điều, bất quá tiểu tử, ngươi mới vừa nói cấp cho nó luyện chế huyền binh, có thật không? Chương 86, người quen cũ, hạ. Hồng Vũ gật đầu, đối với tàu quỷ hùng không có gì hay giấu giếm, hắn tể mi lộng nhãn. Tàu đại hồ tử, ngươi có muốn hay không xem một chút những người khác, phát hiện nhất phẩm hoang thú, hơn nữa, đẳng cấp cao huyền binh bộc phát ra, siêu cường uy lực lúc vẻ mặt. Tàu quỷ hùng sửng sốt một chút, sờ sờ của mình tràn đầy râu mép càm, tự đáy lòng nói, ta hiện tại càng thêm khẳng định, ta đi lời khuyên Liễu Đàm Hòa là giúp hắn một đại mang. Lão tiểu tử đó thiếu ta thật to một cái nhân tình. Hồng Vũ trong khoảng thời gian này bắt được đại lượng rượu ngon đưa hết cho Tào Quỷ Hùng. Tào đại hồ tử cả ngày rượu trì thịt lâm, khỏa quá chén sinh mộng chết cuộc sống. Mà Hồng Vũ thì chuyên tâm bắt đầu rèn huyền binh. Bản thân vượt trong núi lửa cũng đúng lúc có thể sử dụng thượng. Trọng yếu đương nhiên là một ít nói địa mạch hỏa tủy. Chủ nguyên liệu là vốn là Bách Nhật Hỏa Viên, cái kia một cây đại bổng. Bất quá, Hồng Vũ tính toán hạ xuống, một ít cái đại bổng trong các loại trân quý tài liệu. Thật ra thì, căn bản không cần nhiều như vậy. Rèn huyền binh cũng không phải là trọng chất nguyên liệu, không phải nói đem tất cả quý trọng tài liệu quái thành một oa là có thể chế tạo ra cường đại nhất huyền binh. Hơn muốn dạy nguyên liệu phối hợp cùng trận pháp phối hợp, bởi vì Hồng Vũ đối với trận pháp nghiên cứu cũng xâm nhập liệu không ít. Dĩ nhiên, trước mắt tài nghệ so với Phương Lưu Vân hay là kém không ít. Liên tiếp chừng mấy ngày, Hồng Vũ cũng không có ra cửa. Bách Nhật Hỏa Viên trung thành, cảnh cảnh canh giữ ở phía ngoài. Ngay cả Tà Quỷ Hùng đến thăm cũng bị nó không chút lưu tình từ chối khéo. Một ngày kia, Hồng Vũ đầy người mỏi mờ từ bên trong gian phòng đi ra. Một tay lấy Bách Nhật Hỏa Viên kéo vào liệu của mình, bán thần vực. Bán thần vực trong, một cây thông thiên đại bổng cắm ở bán thần vực trong. Kim quang lóe lên, ngọn lửa chảy xuôi. So với Bách Nhật Hỏa Viên trước kia binh khí, không biết cao minh liệu gấp bao nhiêu lần. Mừng đến Bách Nhật Hỏa Viên, vò đầu bứt tai, nhảy thượng Hồng Vũ bả vai, hôn đầu chà chà cổ của hắn. Sau đó, Bách Nhật Hỏa Viên nhảy dựng lên, bay lên không bay múa, đem thân thể hóa thành mấy trăm trượng cao thấp, một bả nhấc lên này một cây đại bổng, huy phủ mấy cái, một cổ mênh mông lực lượng ở bán thần vực trong đụng nhau, trong hư không truyền đến trận trận tiếng vọng, tự hồ đã ở sợ hãi than cho mới ra đời, huyền binh uy lực kinh thiên. Hồng Vũ thật ra thì ở suy nghĩ, cái này huyền binh gọi là Như Ý Kim Cô Bổng, đâu hay là gọi Định Hải Thần Châm. Nhưng là huyền binh dù sao cũng là huyền binh, khó có thể biến hóa lớn nhỏ. Ít nhất, Hồng Vũ trước mắt còn làm không được điểm này. Cái này, huyền binh tạm thời chỉ có thể được lưu giữ trong hắn, bán thần vượt trong. Bởi vì cho dù là không gian thiết giác, cũng không có mấy trăm trượng dài. Kế tiếp sẽ làm cho Phương Lưu Vân, đặc biệt vì Bách Nhật Hỏa Viên, chế tạo một tồn phóng cái này, huyền binh tồn trữ không gian. Hồng Vũ muốn đi ra ngoài, tiểu hầu tử mới được liễu thật to một cây gậy, còn không có thoải mái đủ đâu. Chơi xấu bán thần vực,
không chịu đi ra ngoài. Hồng Phủ chỉ đành chịu đem nó ở lại bên trong. Trang Hàn đã tại phía ngoài, đợi hắn tốt một chút. Trong tay cầm một tờ thương lan đặt sát thiệp mời. Thiếu gia, đây là Tiêu gia phái người đưa tới. Tiêu gia. Hồng Phủ có chút ấn tượng. Ban đầu, Mai Thiên Phủ tỷ võ chọn rể. Hắn thiếu chút nữa đem Tiêu Lan Giang đánh chết. Thiệp mời là muốn mời hắn tham gia 3 ngày sau này. Tiêu Lan Giang hài tử trăm tuổi yến. Hồng Vũ ngoài ý muốn. Tiêu Lan Giang nhanh như vậy ngay cả hài tử đều có rồi. Trang Hàn đang muốn nói chuyện. Nhưng nhìn thấy thiếu gia tao lông mày đạp mắt. Nhìn thấy bụng của mình. Không có hào ý nói. Ngươi nhìn nhìn người nhà đến hiệu suất. Chúng ta rơi ở phía sau rất nhiều nha. Nếu không, chúng ta cũng trước làm ra con nít tới. Ta tàn bạo liễu hắn lão tử. Chúng ta hài tử tiếp tục tàn bạo hài tử của hắn. Trang Hàn mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. May là bên cạnh không có người khác. Thiếu gia. Hồng Vũ cười hì hì nói. Tốt lắm, tốt lắm. Trêu chọc ngươi đùa. Thay ta cự tùy sao. Ta cùng Tiêu Lan Giang có hay không cái gì giao tình. Rồi hãy nói hắn vẫn là của ngươi cừu nhân. Trang Hàn lắc đầu nói. Thiếu gia, ngươi vẫn chưa hiểu. Tiêu gia đây là đang biến tướng hướng ngươi thị uy. Trang Hàn xuất thân Thương Lan, có một số việc nàng so sánh với Hồng Vũ rõ ràng. Hồng Vũ rất khiêm tốn. Ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hài tử trong tuổi yến, tất cả mọi người có tặng quà. Đây là Thương Lan tập tục, mà đổ thành ngoài một phương diện, lễ vật trân quý trình độ, phản ứng liệu chủ nhân thực lực. Mà trên thực tế, Thương Lan yến hội vốn chính là một mọi người lấy tương đối, bình thản phương thức, biểu diễn thực lực phương pháp. Hồng Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Đây không phải là ngu sao, vì biểu diễn thực lực, tự cho mình địch nhân đưa quý trọng lễ vật. Trang Hàn khí cười, chúng ta Thương Lan người có như vậy ngu xuẩn. Loại này yến hội là một tập thể biểu diễn thực lực chỗ, Tiêu gia đồng minh có đưa lên các loại trân quý lễ vật. Ở trên yến hội đem thực lực của mình biểu diễn cho đối thủ nhìn. Đối thủ chỉ cần tùy tiện ý tứ một chút là được. Nhưng là đây cũng là đối thủ biểu diễn thực lực cơ hội. Nói ví dụ, đối thủ bên kia đồng thời trình diện nhân số. Nếu như vô cùng khổng lồ, hoặc là mọi người đều biết cường đại. Thương Lan loại này yến hội môn đạo rất nhiều. Đây chỉ là cơ bản nhất một chút. Trong bữa tiệc một chút lời nói vân vân cũng có rất sâu học vấn. Ở chỗ này sẽ không tham gia yến hội quan viên, cũng không phải là một hợp cách quan viên. Hồng Vũ lắc đầu, cái này xác thật cùng đại hạ sửa trị phương thức hơi có bất đồng. Hắn lại lần nữa nhìn thiếp mời. Ý của ngươi là ta hẳn là đi? Tiêu Lan Giang cùng ngươi có thù cũ, hơn nữa chuyện của ta Tiếu gia không nghi ngờ chút nào có đứng ở Đao Tần An bên kia. Bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là chiều hướng phát triển Đao Tần An đã không có hy vọng. Cái này yến hội nhìn qua căn bản đã không có ý nghĩa, tại sao còn muốn cử hành? Cử hành một cuộc long trọng yến hội ở Thương Lan tốn hao khổng lồ, nếu như không có cần thiết, cho dù là Tiêu gia cũng sẽ không như vậy lãng phí. Hồng Vũ như có điều suy nghĩ khẽ mỉm cười. Tốt nhất bọn họ không phải là muốn biểu diễn thực lực ư? Vậy chúng ta tự biểu diễn cho bọn hắn nhìn. Bất kỳ một cái nào trong triều đình cũng sẽ không chỉ có một cổ lực lượng, cũng sẽ không chỉ có vài cổ lực lượng. Thường thường rắc rối phức tạp, khắp nơi thế lực, có lẽ hôm nay vẫn là bằng hữu. Ngày mai sẽ bởi vì mới xuất hiện tình huống trở mặt thành thù, mà vốn là cừu địch khắp nơi, cũng có thể bởi vì bỗng nhiên xuất hiện một cùng chung cường đại địch nhân, mà chặt chẽ đoàn kết, cùng chung mối thù. Giống vậy hiện tại cường thế trở về Đao Khinh Nguyệt, chính là tất cả cố ý thái tử vị trí khắp nơi, thế lực địch nhân lớn nhất. Trong những người này mạnh nhất, không thể nghi ngờ là Đao Tần An, nhưng là cũng không chỉ có Đao Tần An một người. Những người này một khi liên hợp lại, chính là một cổ đủ để ảnh hưởng đế quân ý chí lực lượng. Đế quân nếu như khư khư cố chấp, sẽ triều đình không yên. Mà những người này trong, có một vị là đế quân anh niên Tảo Thệ huynh trưởng hài tử. Huynh trưởng năm đó lưu lại vô cùng nhiều người tình, cũng đoái hiện tại liệu đứa bé này trên người. Trong đó, Thương Lan Đông Nam Khúc Gia, năm đó từng bị quá đế quân huynh trưởng đại ân.
10 năm sau, Khúc Gia một vị tuyệt thế thiên tài, từ nhị phẩm khai thần ngẩng đầu bước vào nhất phẩm hợp chân. Đây là thương lang trẻ tuổi nhất, một vị nhất phẩm hợp chân. Mà đứa bé thì đang từ Khúc Gia chạy về Hoàng Đô. Hắn thông hành trong xe ngựa, ngồi một vị hơn 50 tuổi lão nhân, dọc theo đường đi nhắm mắt tinh tưởng. Giống như là một đoàn tiều tụy cày khô giống nhau, tự hồ sinh cơ đoàn tuyệt. Nhưng là cả đoàn xe người, đối với này vị lão nhân cũng không có so sánh với tôn kính, không dám có một tì mạo phạm, cho dù là ở sau lưng nhắc tới hắn, cũng muốn tôn xưng vì các hạ. Chính sau sinh tử, chính lần khô khóc, đây là nhất phẩm hợp chân sau con đường. Tào Quỷ Hùng tưới một ngụm rượu ngon, ở trong miệng phẩm tám một chút, tiếp theo sau đó, cùng Hồng Vũ giải thích, thật ra thì ngươi hiện tại biết nhiều như vậy, cũng không còn cái gì chỗ dùng. Bất quá ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết, nơi này theo lời sinh tử cũng không phải là chúng ta bình thường theo lời ý nghĩa. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đến nhất phẩm hợp chân sau, có thể xông qua một lần sinh tử kiếp nạn, hiểu được tự nhiên rất nhiều, coi như là một lần sinh tử khô khốc. Bất quá chúng ta, nhất phẩm hợp chân chính sau sinh tử chân chính, đắc ý nghĩa là ở cho hiểu được. Hiện tại nói cho ngươi, ngươi rất khó hiểu. Hiểu được sống hay chết cái kia một đường ở giữa chênh lệch, đem mình trạng thái duy trì ở đây, một đường trong lúc. Trong lúc này hết sức nguy hiểm, rất có thể không cẩn thận, quá tuyến quá nhiều, thật chết đi vậy thì không về được. Hồng Vũ gật đầu, đến nhất phẩm hợp chân cảnh giới. Chân chính sinh tử kiếp nạn cũng rất ít liễu, vì vậy càng nhiều là ở mình hiểu được sống hay chết đích thực đế. Mà nhất phẩm hợp chân chính lần sinh tử khô khốc. Nghe đi tới tương tự với lão quân đạo tôn, những thứ kia trong trí nhớ cửu chuyển. Hắn sờ lên cằm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ cái bàn có một chú ý, cũng chẳng quan tâm, cùng Tà Quỷ Hùng dặn dò một tiếng, lập tức nhảy lên biết gian phòng của mình. Tà Quỷ Hùng đối với hắn đã sớm thói quen, chỉ cần có rượu ngon làm bạn là tốt rồi. Hồng Vũ tiến vào của mình bán thần vật, một phen thâm tư thục lự. Tiện tay trên mặt đất, vẽ lấy các loại nguyên thuốc đích danh xưng, liệt đi ra ngoài một tờ phương thuốc dân gian, sau đó vừa bôi xóa và sửa đổi, ước chừng 2 canh giờ mới rốt cục xác định xuống tới. Sau đó hắn mới bắt đầu đưa ra long hỏa, tiến hành luyện đan. Suốt 2 ngày sau, miệng núi lửa trung ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng quang diễm phun ra mấy trăm trượng cao, trong ngọn lửa một quả linh đan quay tròn loạn chuyển, tự hồ phải mặc phá hư không bỏ chạy đi. Hồng Vũ lăng không dựng lên, ôm đờm ở trong tay, vui thích nhìn một chút, hì hì cười một tiếng tìm bình ngọc giả bộ. Từ bán thần vượt trong đi ra ngoài, Trang Hàng nói cho hắn biết, khoảng cách tiêu gia trăm tuổi yến còn có một ngày thời gian. Hồng Vũ tắm rửa sạch sẽ, thư thư phục phục ngủ một giấc, sau đó chuẩn bị ngày mai đi trước dự tiệc. Đao Tần An bọn 4 người cung kính chờ trực ở ngoài cửa. Đao Tần An đứng ở thứ nhất, phía sau là Đao Tần Vũ, Đao Tần Viễn cùng Đao Tần Chí. 4 người này là cả thương lang thừa kế thuận vị nhất, gần phía trước 4 người. Dĩ nhiên, khi hắn cửa phía trước còn có một Đao Khinh Nguyệt. 4 người hiếm thấy tụ ở chung một chỗ, hơn nữa, tất cả đều một mực cung kính. Đại khí cũng không dám ra một ngụm, mà 4 người chờ trực trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cho dù là 4 người bên cạnh đi theo bảo vệ. Nhiệt phẩm khai thần cũng không cảm giác được trong phòng có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Chỉ chốc lát sau, một tiếng thật dài tiếng hít thở trong phòng vang lên, tự hồ là đốt một đóa ngọn lửa giống nhau. Trong phòng ra đời một tia sinh mệnh khí tức, 4 người lộ ra như trút được gánh nặng vẻ mặt. Cửa phòng mở ra, tên kia hơn 50 tuổi lão giả đi ra. Cung nghênh các hạ, 4 người cùng nhau quỳ lại.